Nguyễn Văn Trường tìm được nhóm của mình chưa? Nguyễn Văn Trường chưa tìm được à? Sẽ là danh sách Nguyễn Văn Trường ở nhóm mấy? Nguyễn Văn Trường cái môn kinh tế anh chị là chưa có tên trong danh sách nhóm nào à? Môn kinh tế anh chị Trường thảo luận nhóm với nhóm nào? Anh chị nước khác sao thầy ạ? Lớp khác à? À tức là đợt này mới học môn chủ nghĩa xã hội ghép cùng với lớp mình, chứ còn kinh tế chị là học lớp khác đúng không? Vâng, em thấy tên nạn lắm. Rồi bạn Giang Thị Thắm cũng vậy à? Dạ vâng ạ. Em nữa thầy ạ. Bạn nào nữa xem nào? Giang Thị Thắm, Nguyễn Văn Trường với bạn nào nhỉ, để thầy bổ sung ở các nhóm. Lê Minh ạ. Lê Minh. Rồi để thầy xem danh sách các nhóm, nhóm nào ít thì thầy sẽ bổ sung vào. Như vậy hiện nay có nhóm 1 và nhóm 5 là đã 11 người rồi, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4. Nguyễn Văn Trường sẽ vào nhóm 2 nhé. Giang Thị Thắm sẽ vào nhóm 3 nhé. Phạm Lê Minh vào nhóm 4. Còn bạn nào chưa xuất hiện trong các nhóm không? Em ạ, à, em chào thầy ạ. Bạn tên gì? Nguyễn Hiền Tài ạ. Nguyễn Tiến Tài. Nguyễn Tiến Tài hình như có danh sách rồi chứ nhỉ? Nguyễn Tiến Tài có danh sách nhóm 3 chứ, Tài kiểm tra lại sao? À, thầy ơi, lát nay em vào muộn mấy phút đấy, thầy cho em điểm danh được không ạ? Rồi. Em cảm ơn ạ. Có danh sách trong nhóm 3 rồi nhé, Tài làm việc với nhóm 3 nhé. Vâng ạ, em cảm ơn Còn ạ. bạn nào chưa vào nhóm không? Còn em nữa ạ. Bạn tên gì nhỉ? Đỗ Quang Thái ạ. Quang Thái. Quang Thái là trước học kinh tế trị với lớp khác đúng Vâng ạ. Thái vào xem nhóm 1 luôn nhé, thầy bổ sung Thái vào nhóm 1. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Thưa thầy, vừa nãy em bị lag, thầy cho em điểm danh không ạ? Chút. Bạn nào nhỉ? Bạn nào nãy bị lag nhỉ? Em Đỗ Phi Hải ạ. Hải rồi, ok. Còn bạn nào chưa có tên trong danh sách nhóm không?
Trần Bảo Ninh không vào, Trần Bảo Ninh không vào là sao phải nhắn tiền đây nhỉ? Trần Bảo Ninh, thế Trần Bảo Ninh có vào được nhóm không? Trần Bảo Ninh của nhóm 5. Bảo Ninh vào được nhóm 5 chưa? Các bạn vào nhóm thì bầu chọn nhóm trưởng đấy nhé, để thầy hoàn thiện cái cấp quyền chủ sở hữu cho các bạn này, các bạn quản lý nhóm.